Hello, chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì nắng to hơn hôm qua mọi người ạ. Hôm qua thì tầm tầm 3 giờ chiều thì nó bắt đầu hửng nắng lên á. Thì hôm nay thì nó nắng từ rất là sáng sớm luôn. Thì mọi người biết đấy, từ cái hôm mà mình làm lại clip mà đổi nhà từ cái nhà cũ sang cái nhà mới á, thì là từ hôm đấy giờ thì mình làm rất là nhiều clip luôn nha. Hầu như là ngày nào cũng có video cho mọi người xem. Thì mọi người biết đấy, thì là mỗi khi làm video ấy, thì thật sự là một cái khoản kinh phí bỏ ra để làm video thì không phải là nhiều lắm mà cũng không phải là ít nha mọi người. Thì thật sự thì Sơn đi làm á, thì tiền lương tháng này Sơn chưa có lấy được các mọi người, cho nên là kinh phí thì nó cũng gần cạn rồi mọi người ạ. Để mà nói bây giờ để mua đồ để làm video cho tất cả mọi người xem thì thật sự là không thể mua được nữa, cho nên là hôm nay thì Sơn muốn vẫn tiếp tục làm video cho mọi người xem. Hy vọng là clip là Sơn làm hôm nay mà nó không có hay lắm thì mọi người có thể châm chước bỏ qua cho Sơn nha, và vẫn sẽ ủng hộ Sơn nha. Hôm nay thì trong nhà thì có cái gì thì mình sẽ lấy cái đấy để quay video cho mọi người xem nha. Hôm trước thì mình có làm mấy cái video về cái bắp hạt đấy mọi người, thì thật sự thì nó vẫn còn thừa lại một ít nha. Với lại hôm nay thì ở trong nhà có mấy gói mì tôm á, thì hôm nay thì mình sẽ cùng nhau mình làm món mì xào bắp xem thử như nào nha. Cái món này Sơn cá với tất cả mọi người luôn là chưa ai làm hết, bây giờ Sơn là người đầu tiên làm món này luôn. Tại vì Sơn có tìm trên mạng để Sơn tham khảo cách làm, nhưng mà Sơn thấy chưa có ai làm hết, nhưng mà cái ý tưởng này thì Sơn mới nảy ra đây thôi. Thì bây giờ thì mình cùng nhau mình đi xả đông bắp, xong đó mình lấy mấy gói mì mình đi xào xem thử nha. Clip hôm nay thì thật sự là một clip rất đơn giản luôn mọi người, tại vì kinh phí của Sơn thì cũng đã cạn rồi ấy. Thì hy vọng rất là mọi người ủng hộ cho Sơn nha. Cảm ơn. Ở đây thì Sơn có một ít bắp hôm trước mình làm thừa lại này mọi người. Đây là một ít bắp thừa lại nha. Còn ở đây thì Sơn đã lấy 3 gói mì tôm này. Nhà Sơn thì dùng mì coco mi nha. Ở đây thì có 3 gói, Sơn lát nữa xào 3 gói nha. Còn bây giờ thì đi xả đông cái số ngô này này, rồi mình sẽ chờ nó tan đá ra, xong mình đi tiến hành xào mì với bắp này nha. Xong nha, bây giờ thì bắt đầu luộc mì nha. Còn đây thì là số ngô rồi nó xả đông xong này. Bây giờ thì bật bếp và nấu nước sôi lên và mình bỏ mì vào cho nó chín, xong đó mình sẽ đưa đi xào nha. Bây giờ thì Sơn mời tất cả mọi người một miếng nha. Mọi người nhìn được hạt bắp của nó này. Sơn mời tất cả mọi người nha.
không biết là có ai ăn mì kiểu dầu thơm không ạ? Kiểu là pha mì xong rồi mới bỏ súp á mọi người. Sơn cảm thấy ăn kiểu này rất là ngon luôn, tại vì bỏ mì bỏ súp vào trước nên cảm giác nó bị nhạt á mọi người. Chào mừng tất cả mọi người nha. Có một cái đợt mà Sơn ăn mì rất là nhiều luôn. Đấy là cái đợt mà đi làm công nhân đó mọi người. Thì làm công nhân thì làm có mấy tháng thôi, nhưng mà ăn mì thì hầu như là ngày nào cũng ăn mì á. Ăn tới mức mà ngán luôn mọi người. Mọi người nhìn bắp của nó đây. Sơn mời tất cả mọi người nha. Thật ra thì đợt này thì kinh phí làm video của Sơn cũng đã hết đó mọi người. Và thừa số bắp này thì Sơn cũng không biết làm gì, cho nên là hôm nay thì này là cái ý tưởng này luôn. Thế nên là làm clip cho mọi người xem luôn. Nếu như mà không hay á thì hy vọng mọi người cũng bỏ qua và ủng hộ cho Sơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều luôn. Cái ngô này thì ăn rất là ngọt luôn. Sơn có lót thêm một cái đĩa như thế này nữa, tại vì Sơn nghĩ á cái bún mì nó sẽ rơi xuống cái lỗ của cái này này, cho nên Sơn lót thêm một cái đĩa nha. Mời tất cả mọi người nha. Những ai mà yêu thích video của Sơn á thì mọi người nhớ cho Sơn một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Sơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Tạm biệt tất cả mọi người.